Hi everyone, welcome back to our lessons. And today we are going to learn lesson 2. Cô chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học lesson 2 ha. Phần đầu tiên chúng ta sẽ được học đó là phần new words, từ vựng. Phần A. Circle the correct definitions for the underlying words. Listen and repeat. Ở trong cái phần A này, đề người ta yêu cầu là circle. Circle có nghĩa là các em sẽ khoanh tròn. Circle the correct definitions. Cái chữ definition này có nghĩa là định nghĩa, và correct có nghĩa là đúng. Vậy thì ở đây, cái cụm circle the correct definitions có nghĩa là em sẽ khoanh vào định nghĩa đúng. For the underlying words, cho những cái từ gạch dưới. Cho những cái từ gạch dưới, ví dụ như bây giờ mình nhìn vào câu số 1, mình thấy có chữ gạch dưới là indoor activities. Thì em xem indoor activity này, cái định nghĩa A và định nghĩa B, thì định nghĩa nào sẽ đúng nghĩa với chữ indoor activity thì em khoanh cái định nghĩa đó. Rồi sau đó em sẽ nghe và lặp lại cho cô, rõ chưa nè. Rồi, bây giờ trước tiên thì cô sẽ cho em nghe trước ha, cho em nghe và lặp lại trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa và định nghĩa của những cái từ gạch dưới. Alright, we are going to listen first. Here we go. Nghe trước nhé. Unit 2. School. Lesson 2. Track 22. New words. Listen and repeat. 1. Indoor activities. Ok, cô lặp lại nè. Indoor. Indoor activities. Activity. VD. Cái chữ tận cùng mình đọc là chữ D nha các em. Indoor activities. Indoor activities. Alright, next. 2. Act. Act. Mình sẽ bật cái âm cuối của ending sound lên giúp cô. Act, act. Mình thấy chữ act tận cùng là chữ t, thì mình sẽ bật âm tờ lên. Act, act. Alright, nhớ nha. 3. Drama club. Drama club. Drama, drama club. Drama club. 4. Sign up. Sign up. 5. Outdoor activities. Outdoor activities. 6. Arts and crafts. Rồi, art and crafts thì chúng ta sẽ đọc nối qua cho cô. Cái chữ art này em thấy tận cùng nó là chữ S. Thì chữ S này em nối qua chữ and thì đọc là zen. Arts and crafts. Arts and crafts. Arts and crafts. Alright. Được chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ lặp lại, các em lặp lại theo cô nha. Number 1, indoor activities. Number 2, act. Number 3, drama club. Number 4, sign up. Number 5, outdoor activities. Number 6, arts and crafts. Alright, very good. Rồi, đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về nghĩa của những từ này nha. Thì đầu tiên, cái chữ đầu tiên là chữ indoor activities. Thì em biết là chữ indoor có nghĩa là ở trong nhà. Còn activities này có nghĩa là những hoạt động. Vậy thì cái cụm từ indoor activities này có nghĩa là hoạt động trong nhà. Hoạt động trong nhà. Vậy thì em xem câu A và câu B. Câu A, things people do in a building. Có nghĩa là những thứ mà con người làm trong một tòa nhà. Còn câu B, things people do on a computer. Những thứ con người làm trên máy tính. Thì đáp án đúng sẽ là câu A is the correct answer. Do you understand? Hiểu chưa nè? Rồi, ở đây câu A là cái câu mà diễn tả, nó nêu ra định nghĩa đúng cho cái chữ hoạt động trong nhà. Còn câu B, cái chữ hoạt động trong nhà thì đâu thể nào làm việc trên máy tính được, có đúng không?
Cho nên câu B chúng ta loại, chúng ta sẽ chọn câu A là đáp án rất là chính xác. Câu số 2. Câu số 2 cô có chữ act. Thì cái chữ act này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là diễn xuất. Có nghĩa là diễn xuất. Được chưa? Có nghĩa là diễn xuất. Rồi, vậy thì bây giờ giữa câu A và câu B, câu nào mang nghĩa là diễn xuất các em? Câu A nè, make money. Make money là kiếm tiền ha, kiếm tiền. Còn câu B, perform a role or part for an audience là trình diễn một vở kịch hay là một phần của khán giả. Thì lúc này mình thấy chữ art này là câu B là trình diễn một vở kịch, tức là diễn kịch, diễn. Được chưa nào? Diễn hoặc là đóng vai đều có nghĩa là chữ art nha. People watch, we watch people art in movies, theater plays and TV shows. Art thì là có nghĩa là diễn xuất. Chúng ta xem con người diễn xuất trong những cái bộ phim, những cái vở kịch và những cái TV show, những chương trình TV. Vậy chúng ta chọn câu số 2 là đáp án B. Câu số 3, mình có chữ drama club. Drama club có nghĩa là câu lạc bộ kịch nghệ. Câu lạc bộ kịch nghệ. Rồi, vậy thì ở đây mình coi hai câu, câu A với câu B, câu nào đúng nha. Câu A, cái nhóm này trình diễn những vở kịch ở phía trước những người khác. Còn câu B là cái nhóm này thích vẽ tranh, thích sơn và vẽ tranh, thích sơn và vẽ tranh. Vậy thì ở đây câu lạc bộ kịch nghệ là trình diễn những vở kịch trước những người khác, đúng không? Cho nên câu số 3 đáp án sẽ là câu A. Đáp án sẽ là câu A. Cô nhắc lại, cái chữ drama club này có nghĩa là câu lạc bộ kịch nghệ. Còn câu A, cái chữ perform có nghĩa là trình diễn. Chữ play bình thường mình có nghĩa là chơi, nhưng mà play thêm S thì nó có nghĩa là vở kịch. Vở kịch. Vậy thì ở đây câu A này cô nhắc lại nghĩa của nó, tức là một cái nhóm này trình diễn những vở kịch trước những người khác. Cho nên câu số 3 cô sẽ chọn câu A. Rồi bây giờ tới câu số 4. Câu số 4 là chữ sign up. Thì chữ sign up này có nghĩa là đăng ký. Sign up này có nghĩa là đăng ký. Vậy câu A, read a sign. Read a sign, read là đọc, sign là biển báo. Read a sign có nghĩa là đọc biển báo, loại. Không đúng, câu A là sai rồi. Câu B, add your name to a list. Thêm tên của bạn vào một danh sách. Vậy thì có nghĩa là chúng ta đang đăng ký, đúng không? Cho nên câu số 4 mình sẽ chọn câu B, rất là rõ ràng. Rồi bây giờ tới câu số 5. Câu số 5 cô có chữ outdoor activities. Thì outdoor activities nó sẽ khác nghĩa với indoor activities. Indoor activity có nghĩa là hoạt động trong nhà. Vậy outdoor activities là hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời, vậy chúng ta sẽ chọn câu B. Những thứ bạn làm ở bên ngoài. Mình chọn câu số 5B nha. Rồi bây giờ tới câu số 6, câu cuối cùng. Arts and crafts. Arts and crafts có nghĩa là thủ công. Nghệ có nghĩa là gì nè? Thủ công, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ là arts and crafts. Là những cái gì mà chúng ta làm bằng tay á, nghệ thuật thủ công đâu đó, là mình gọi chung là arts and crafts. Vậy thì ở đây câu A, beautiful and useful objects made at home là những cái đồ vật hữu ích và xinh đẹp được làm ở nhà. À, vậy thì thủ công mỹ nghệ là chọn câu A. Còn câu B, visiting museum and art shows, thăm những cái viện bảo tàng và những cái show về nghệ thuật là sai rồi.
Nha, rồi. Vậy cô nhắc lại chữ art and crafts có nghĩa là nghệ thuật thủ công. Nghệ thuật thủ công là những cái gì chúng ta sẽ làm bằng chính cái đôi tay của mình. À, thì chúng ta gọi là nghệ thuật thủ công nha. Rồi bây giờ các em sẽ ghi tất cả 6 từ vựng này vào trong vở cho cô. Cô nhắc lại từ thứ nhất là từ indoor activities, hoạt động trong nhà. Từ thứ hai, act, trình diễn hoặc biểu diễn. Từ số 3, drama club, câu lạc bộ kịch nghệ. Từ số 4, sign up là đăng ký. Từ số 5, outdoor activities, hoạt động ngoài trời. Từ số 6, arts and crafts, nghệ thuật thủ công. Ok, very good. We turn to task B. Chúng ta sẽ qua tới cái bài tập B. Bài tập B, draw the table. Add any activities you can think of to the curriculums. À, bài tập B này yêu cầu chúng ta hãy vẽ cái bảng này vào. Em thấy cái bảng này là mình thấy là có hai cột. Cột indoor activities và cột outdoor activities. Trong cột indoor activity ở phía dưới này em sẽ thêm những cái hoạt động mà em thấy là nó sẽ làm ở bên trong trong nhà. Còn outdoor activity này là em thêm những cái hoạt động ở phía trên. Hoạt động nào làm ở bên ngoài thì chúng ta sẽ điền vào trong cái cột outdoor activities. Alright. Ok, rồi. Cái phần này các em tự làm cho cô nha. Cô lấy ví dụ arts and crafts là nghệ thuật thủ công. Chúng ta đâu có làm ngoài trời, chúng ta phải ngồi ở trong nhà chúng ta làm. Chúng ta thêu, chúng ta may thì chúng ta làm những cái đó gọi chung là arts and crafts. Thì mình phải làm ở trong nhà chứ đâu có ra ngoài trời đâu, đúng không? Đó. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần tiếp theo, đó là phần reading. Let's move into reading. Reading. Read the school newsletter and answer the questions. Em sẽ đọc lá thư của trường và trả lời những câu hỏi phía dưới. Lá thư này là của trường tên gì nè? Danliver High School, trường trung học Danliver. Alright, Danliver là tên của cái trường đó. Danliver High School Library Newsletter, lá thư thư viện ở trường trung học Danliver. Ở phía dưới là địa chỉ blog, nhớ chưa? Ở phía hàng dưới đây là nội dung của bức thư. Nội dung bức thư chủ đề về school club. School club là câu lạc bộ của trường. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước rồi chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta giải quyết cái những cái câu hỏi này bằng những nội dung ở phía trên nha các em ha. Rồi. Number one. Which club is on Tuesday? Which club is on Tuesday? Câu lạc bộ nào thì rơi vào ngày thứ ba? Number two. Which club wants you to sign up on the notice board? Which club wants you to sign up on the notice board? Câu lạc bộ nào muốn bạn đăng ký trên bảng thông báo? Cô nhắc lại cái chữ notice board này có nghĩa là bảng thông báo. Được chưa? Number 3. Which club wants you to take something with you? Which club wants you to take something with you? Câu lạc bộ nào muốn bạn mang thứ gì đó với bạn? Và câu cuối cùng, which club needs money? Câu lạc bộ nào cần tiền? Ha,
câu lạc bộ nào cần tiền. Rồi, bây giờ ở đây người ta hỏi là những cái đặc điểm này là thuộc câu lạc bộ nào, chúng ta sẽ đọc nha các em. Tới phần nào thì chúng ta sẽ dừng lại. Phần nào mà nó có câu trả lời thì chúng ta dừng lại chỗ đó nha. We have lots of fun clubs at our school. Chúng ta có nhiều câu lạc bộ thú vị tại trường của chúng ta. If you like outdoor activities, the soccer club meets at 4 p.m. every Tuesday, with the tennis club at the same time on Thursday. À, vậy thì ở đây câu số 1 mình thấy có chữ Tuesday là thứ ba nè. Cho nên ở đây mình sẽ dịch ra cho nó chắc để mình có thể kết luận là thứ ba là có câu lạc bộ nào. Nếu bạn thích hoạt động ngoài trời, câu lạc bộ bóng đá sẽ gặp gỡ lúc 4 giờ chiều mỗi ngày thứ ba, every Tuesday. Mỗi ngày thứ ba. Vậy thì câu trả lời mình chính là câu lạc bộ bóng đá. Các em sẽ điền câu số 1 trả lời là the soccer club. Ok, the soccer club. Number 1, the soccer club. Alright, được chứ nào? Rồi, tiếp tục nha. Với câu lạc bộ quần vợt cùng lúc đó vào ngày thứ năm. For indoor activities, the board games club starts next week. It is popular, so please sign up on the notice board. Rồi, mình thấy ở đây nó có cụm từ ở trong cái câu hỏi xuất hiện nè, đó là sign up on the notice board, đăng ký trên bảng thông báo. Vậy thì ở đây chúng ta phải quẹo ngược trở lại ở ý phía trước xem câu lạc bộ nào đã đăng ký ở trên bảng thông báo. Thì ở đây trong câu này nó có chữ it, nó phổ biến. Thì mình phải quay ngược trở lại cái câu ở phía trước nữa, đó chính là câu lạc bộ The Board Game Club. The Board Games Club. Vậy thì ở đây câu số 2, các em sẽ điền câu trả lời đó chính là The Board Games Club. Rồi bây giờ tới câu số 3, em đọc tiếp nha, khi nãy mình tới đây rồi nè. The Book Club welcome anyone who like reading. You don't need to sign up, but please bring your own copy of the Secret Garden with you to the library at 4 p.m. on Wednesday. Rồi, vậy thì ở đây nhớ lại câu hỏi số 3, người ta hỏi mình là câu lạc bộ nào muốn bạn mang cái thứ gì đó đi theo bạn. Thì ở đây trong cái câu này là nó có ngụ ý đó, cái câu là bạn không cần phải đăng ký nhưng vui lòng mang theo cái bản copy của sách The Secret Garden đi theo bạn tới thư viện lúc 4 giờ vào ngày thứ tư. À vậy thì ở đây cái thứ mà mình cần mang theo đó chính là cái quyển sách photo của cái bộ The Secret Garden. Vậy thì cái câu lạc bộ nào mà nó cần cái việc mà chúng ta mang theo, đó chính là câu lạc bộ The Book Club. Thấy chưa? The Book Club. Cho nên câu số 3 các em điền xuống dưới đây cho cô đó là The Book Club. Rồi bây giờ câu cuối cùng, câu lạc bộ nào cần tiền? Chúng ta đọc tiếp luôn nha. Our arts and crafts club is for people who like making things. The cost is $20 per term for materials. Vậy thì ở đây cái câu lạc bộ cuối cùng này cần phải có 20 đô cho việc mua những cái dụng cụ để làm nghệ thuật thủ công. Cho nên ở đây cái câu lạc bộ mà cần tiền đó là Arts and Crafts Club. Em sẽ điền vào câu số 4 là Arts and Crafts Club. Ok, this is the answer key, please take a look. Các em đây là câu trả lời nè, các em hãy nhìn vào cho cô ha.